Xúc động cảnh Quang Hải mừng rỡ gặp lại gia đình sau 3 tháng ở châu Âu. Quang Hải hạnh phúc gặp lại gia đình sau 3 tháng xa nhà sang Pháp thi đấu. Đợt hội quân tháng 9 cùng đội tuyển Việt Nam tại thành phố Hồ Chí Minh cũng là lần đầu tiên mà Quang Hải trở về quê hương sau 3 tháng thi đấu ở nước Pháp. Bên cạnh việc được thi đấu cùng những người đồng đội thân quen ở đội tuyển quốc gia, Hải con còn có cơ hội được đoàn tụ cùng người thân của mình. Mới đây nhất, một người thân của Quang Hải đã đăng tải lên mạng xã hội cảnh ngôi sao số một đội tuyển Việt Nam mừng rỡ, hạnh phúc trong giây phút đoàn tụ. Đây có lẽ là một khung cảnh hết sức cảm động với Hải con. Quang Hải sang Pháp vào cuối tháng 6. Thời gian với anh có lúc trôi thật nhanh nhưng cũng có lúc anh thấy mọi thứ như đang trôi rất chậm. Trong gần 3 tháng trời ấy, tâm trạng của anh không phải không có lúc bị sao động, bị chi phối bởi những cảm xúc khác nhau đang xen lẫn lộn sự cô đơn nhiều lúc bủa vây anh. Hãy chia sẻ, có những thời điểm thấy nhớ nhà một cách quay quắt. Mà có khi nỗi nhớ ấy chỉ giản đơn là nỗi nhớ một buổi sáng đẹp trời nào đó cùng bạn bè ngồi uống cà phê vỉa hè, là cảm giác được cùng người thân trò chuyện mỗi tối. Theo lịch, ngày 27 tháng 9, đội tuyển Việt Nam sẽ đụng độ Ấn Độ trong trận đấu cuối giải giao hữu Tam Hùng 2022. Huấn luyện viên Park Hang-seo dự kiến sẽ sử dụng nhiều cầu thủ trụ cột sau khi đã trao cơ hội cho một số nhân tố trẻ ở trận gặp singapore cầu thủ được người hâm mộ quan tâm hơn cả là tiền vệ nguyễn quang hải người sang pháp thi đấu thời gian qua anh không được thi đấu nhiều cũng không để lại dấu ấn nào đặc biệt trong những lần ra sân giới chuyên môn kỳ vọng quang hải sẽ chơi tốt khi về khoác áo đội tuyển việt nam để lấy lại cảm hứng thi đấu đồng thời ghi điểm với huấn luyện viên thô lốt Việc anh phải ngồi ngoài ở trận ra quân khiến nhiều người hụt hẫn và gần như anh sẽ chắc chắn xung trận vào tối nay. Huấn luyện viên Park Hang Seo đương nhiên cũng muốn kiểm tra năng lực của học trò và giúp anh thể hiện tốt nhất sau chuỗi ngày u ám ở Pháp. Vì thế, khả năng cao trong trận gặp Ấn Độ, Quang Hải sẽ được tạo mọi điều kiện thuận lợi để tỏa sáng, xa hơn là có bàn thắng. Dự kiến, sau trận đấu tối nay, Hải Con sẽ quay lại Pháp hội quân tập luyện cùng Paul Fan Club. Cảm ơn các bạn đã theo dõi kênh tin tức bóng đá 24 giờ New. Đừng quên đăng ký và bấm chuông để nhận nhiều thông tin thú vị. Bên lề cuộc sống các cầu thủ mình yêu thích nhé các bạn. Hẹn gặp lại các bạn trong bản tin sau nhé.